Trên ơi, thời điểm này có nên mua nhà cho thuê hay không? Thực ra có rất nhiều video trên đã chia sẻ cái câu hỏi này, là không phải là cái thời điểm mà cái món hàng và cái nhà mình mua đó có good deal hay là không. Khi mình đi mua đó, cái tâm lý mình giống như mình đi shopping đó mọi người. Không phải mình vô một cái shopping mall, mình nói đây có phải là cái thời điểm tôi nên mua cái món hàng này không. Nó không phải là như vậy, nó không phải là cái về cái timing, về cái thời điểm. Mà cái món hàng này có on sale, có good deal cho mình để mình mua hay không. Đó là cái câu nói bình dân nhất trong cái việc mà đầu tư chuyên nghiệp về bất động sản ha. Rồi, cái điểm thứ hai đó, nếu mà có tiền trên vẫn mua trong thời điểm này, đao xuống, làm loan hồ sơ vay, dù Trinh vẫn biết rằng là cái tiền rent thu vào từ cái người tenant, cái người đi mướn nhà của mình đó, nó cũng đắp đổi qua bên cho cái mortgage, trả đủ tiền vốn, tiền lời, tiền thuế, tiền bảo hiểm, và nó không có lời bao nhiêu hết. Trinh vẫn biết như vậy, nhưng mà Trinh vẫn mua. Bởi vì sao? Dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của Trinh trên cái thị trường đó, là thị trường nó không có crash nữa đâu, nó không có xuống giá nhà nữa đâu, nó cứ đứng lại vậy thôi và nó chờ thời điểm để nó phất lên thôi, chứ nó không có đi xuống. Mọi người hiểu ý Trinh nói không? Trinh sợ là bây giờ mình đợi thì đồng tiền nó mất giá, mà mình đợi 2-3 năm nữa, đúng không? Đợi 2-3 năm nữa, thứ nhất là mình không biết lãi suất nó có lên nữa không. Ok, rồi giá nhà nó cũng đi lên, nó hiện tại nó đang đưng, chứ nó không có đi xuống nha. Nó đang đưng rồi nó sẽ đi lên, chứ nó không có đi xuống. Nó đưng lại, nó ngưng lại để làm chi? Nó củng cố lại tình hình đó, tình hình mà ổn định bắt đầu nó đi lên lại. Khi mà nó đi lên lại thì giá nhà sẽ tăng lên, và khi tăng lên thì đôi lúc cái rate nó có thể đứng lại, hoặc nó xuống một xíu hoặc nó lên một xíu, tùy vào cái tình hình kinh tế rồi chiến tranh rồi dịch bệnh nữa, đúng không? Vậy Trinh sợ là khi mà nó đi lên như vậy đó thì tất cả mọi thứ nó sẽ đi lên nữa, và cái số tiền hiện tại mình đang có đó, mình sẽ phải cần thêm tiền nữa rồi mình mới mua được cái căn đó. Ví dụ như thế. Và Trinh sợ khi mà tình hình kinh tế, dịch bệnh, chiến tranh đồ này kia nha, Trinh hiểu cái vấn đề đó. Nhưng mà đầu tư mà, làm ăn mà, nó sẽ có những cái rủi ro. Và những cái rủi ro và rủi ro lớn hay nhỏ, hay là mua bây giờ hay đợi, nó tùy vào cái mỗi người. Nếu mà anh chị em có tiền, anh chị em có hiểu biết, anh chị em có kinh nghiệm, cứ mua bình thường. Và những người có đủ những cái yếu tố trên thì sẽ không hỏi cái câu là có nên mua hay là không. Khi mà anh chị em hỏi những cái này đó thì Trinh biết chắc rằng anh chị em đang lợn cợn, anh chị em đang concern, anh chị em đang xem xét, anh chị em đang không biết mình nên tiếp tục hay là mình đang dừng lại, bởi vì mình đang thiếu cái kinh nghiệm, đúng không nào? Nên thứ nhất là Trinh khích lệ anh chị em vào trong cái Khang Lending Team để mà order cái cuốn sách này. Nếu đọc cuốn sách này rồi và có tiền thì cứ mua bình thường, nhưng mà again phải coi hết tất cả những cái video của Jen để có những cái kiến thức cơ bản, để khi mình đi ra mình nhận định được rằng tôi nên mua căn nhà này, căn nhà này có tiềm năng, tôi mua giá good deal, và căn nhà này tôi cho thuê giá chừng này, lấy cái thu trừ cho cái chi tôi thấy ổn thỏa, ok fair, và tôi nghĩ rằng là 5 năm tới căn nhà này sẽ được mức là 30% lợi nhuận, ok thì cứ đầu tư thôi. Chứ bây giờ mà mình ngồi đây mình đợi, để đợi cho thị trường nó xuống, thị trường nó crash đồ này kia, cá nhân Trinh nghĩ á nghe, thì thị trường không có crash đâu. Thị trường nó chỉ đứng lại để nó củng cố cái tình hình thôi, chứ còn lại nó sẽ tăng lên đó, ok. Ngồi trong cái tình huống như là tận thế tới đó, ví dụ như thế, thì quả mai nó coi như là tất cả mọi thứ đều tan biến hết, không nói. Nhưng mà nếu mà để crash một lần nữa trong lịch sử của Mỹ thì khó lắm, ok. So again, mua thì vẫn mua, nhưng bên cạnh đó tiền phòng bị, tiền dự phòng ít nhất 12 tháng, 24 tháng phải có, để làm chi, lỡ bất kỳ chuyện gì đó xảy ra anh chị em có tiền trong túi để xoay sở, để phòng bị, để mà giải quyết những cái vấn đề cần tiền bạc nha. Nhớ đi làm ăn lúc nào cũng phải phòng bị, bởi vì nó không phải lúc nào nó cũng màu hồng, nó không phải lúc nào trải thảm cho mình đi đâu. Nó sẽ có những cái chông gai và thách thức, nên mình phải chuẩn bị chính mình. Thứ nhất, phải trang bị đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm và đủ tiền để làm chi? Để mình có thể lèo lái được cái công việc làm ăn của mình. Alright, có bất kỳ câu hỏi gì cho Trinh biết nha. Bye mọi người.